Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn lịch sử lớp 8, thời gian là 45 phút. Đề bài A. Trắc nghiệm. Chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm. 1. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là A. Cách mạng tư sản Anh, B. Cách mạng tư sản Hà Lan, C. Cách mạng tư sản Pháp, về cách mạng tư sản Anh và Hà Lan. Như vậy, cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới đó là cuộc cách mạng tư sản Hà Lan. Như vậy, ở câu 1 này, các em sẽ chọn đáp án B. Rồi, tiếp theo câu số 2. Xã hội nước Pháp trước cách mạng được chia thành những cái đẳng cấp nào? A. Tăng lữ và quý tộc, B. Tăng lữ, quý tộc và nông dân, C. Tăng lữ và nông nô, D. Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba. Như vậy, xã hội nước Pháp trước cách mạng được chia thành những các đẳng cấp đó là tăng lữ và nông nô. Như vậy, ở câu số 2 này, các em sẽ chọn đáp án C. Rồi, tiếp theo câu số 3. Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào dưới đây? A. Anh, B. Pháp, C. Đức và D. là Mỹ. Thì cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh. Như vậy, ở câu 3 sẽ chọn đáp án A. Rồi, tiếp theo câu 4. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc do ai lãnh đạo? A. Robespierre, B. Cavour, C. Tôn Trung Sơn và D. là Viên Thế Khải. Thì cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc do Tôn Trung Sơn lãnh đạo. Như vậy, ở câu 4 các em sẽ chọn là đáp án C. Rồi, tiếp theo phần B lớn, phần tự luận. Câu 1. Em hãy kẻ bảng và điền vào ô trống về cái tình hình sản xuất công nghiệp của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ ở hai thời điểm năm 1870 và năm 1913. Thì đầu tiên là vị trí năm 1870, năm 1913, thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Thì các em sẽ điền vào như sau. Năm 1870, đứng thứ nhất là Anh, thứ hai là Pháp, thứ ba là Đức và thứ tư là Mỹ. Năm 1913 thì đứng thứ nhất là Mỹ, thứ hai là Đức, thứ ba là Anh và thứ tư là Pháp. Rồi, tiếp theo câu B. Nêu nguyên nhân cơ bản dẫn đến mâu thuẫn giữa các đế quốc trẻ Đức Mỹ với các nước đế quốc già Anh Pháp. Thì nguyên nhân là mâu thuẫn về cái thị trường và thuộc địa, địa vị kinh tế có sự thay đổi giữa các nước đế quốc với nhau. Rồi, tiếp theo câu số 2. Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của công xã Paris năm 1871. Về ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của công xã Paris là các hình ảnh thu nhỏ của một chế độ xã hội mới, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn. Cách mạng vô sản muốn thắng lợi thì phải có đảng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông và kiên quyết trấn áp kẻ thù. Rồi, tiếp theo câu số 3. Vì sao cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước Đông Nam Á? Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước Đông Nam Á vì Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, chế độ phong kiến đang lâm vào cái khủng hoảng suy yếu, các nước phương Tây đang trên đà phát triển dẫn đến cái nhu cầu về nguyên liệu và thị trường. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi một cái đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn lịch sử lớp 8. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.